Đến bây giờ mà vẫn có người đòi sa thải ông Philippe Jose. Chúng ta cố gắng ủng hộ đội tuyển Việt Nam chúng ta ít nhất là trong một trận trên sân Mỹ Đình có được không quý vị? Tại vì bây giờ mọi việc không thể thuận theo ý của người hâm mộ nào nữa, mà chúng ta chỉ có duy nhất một con đường, đó là bằng mọi giá ủng hộ cho ông Philippe Jose và đội tuyển quốc gia của Việt Nam chúng ta. Và ít nhất chúng ta phải giành được một trận chiến thắng. Và chuyện gì xảy ra nếu như không may thầy trò ông Philippe Jose giành luôn hai trận chiến thắng thì sao? Không lẽ lúc này chúng ta quay lưng trở lại với ông Philippe Jose, hô hào ủng hộ ổng, tung hô ổng giống như ông Park Hang-seo? Chuyện này có thể nó khó xảy ra nếu giống như phim khoa học viễn tưởng, nhưng mà trong bóng đá nó không phải là phim khoa học viễn tưởng, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Quý vị hình dung không ạ? Chúng ta đã kỳ vọng rằng Nhật Bản và Hàn Quốc chơi cực kỳ xuất sắc và chiến thắng thuyết phục, nhưng cuối cùng họ bị loại từ rất sớm ở cái giải Asian Cup vừa rồi. Cho nên chúng ta nhìn, chúng ta đánh giá thấp ông Jose và các cầu thủ của chúng ta chấn thương khá nhiều và chúng ta không tin vào các cầu thủ trẻ. Nhưng biết đâu bên phía Indo họ nhập tịch một loạt cầu thủ và cầu thủ nào cũng là ngôi sao và ai cũng muốn thể hiện. Biết đâu Indo họ lại chơi lúng củng, họ kỳ vọng quá mức đến nỗi họ thất vọng và rồi chúng ta giành lượt luôn hai trận chiến thắng thì sao? Quý vị sẽ nghĩ gì? Chưa chắc là chúng ta thua luôn hai trận nha. Cho nên một lần nữa hãy tiếp tục cố gắng ủng hộ cho đội tuyển quốc gia của chúng ta. Và một thông tin mới nhất liên quan tới chuyện bán vé cái trận trên sân Mỹ Đình. Việt Nam bán vé xem phim trận quyết đấu trên sân Mỹ Đình chỉ bằng một nửa giá vé ở Indo. Và đây là câu hỏi. Rò rỉ giá vé xem trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Indo tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026 trên sân Mỹ Đình. Mới đây đã xuất hiện thông tin ban tổ chức trận đấu tuyển Việt Nam và Indo trên sân vận động Mỹ Đình ban hành giá vé xem cuộc đỏ sức. Theo đó, ban tổ chức được cho là sẽ bán vé xem trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Indo tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026 với 4 mệnh giá gồm 200.000 đồng, 300.000 đồng, 450.000 đồng và 600.000 đồng. Không có mệnh giá vé 1 triệu đồng. Như vậy thì liệu năm nay vé chợ đen nó có sốt hay không? Điều đó tùy thuộc vào người hâm mộ hết á. Thời gian bán vé diễn ra từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 21 tháng 3 2024 hoặc đến khi hết vé. Người hâm mộ có thể mua vé thông qua ứng dụng VinID. Đây là mức giá khá rẻ so với một trận đấu thuộc vòng loại thứ 2 World Cup. Rõ ràng tại sao chúng ta phải bán một cái giá vé nó khác so với giá vé ở Indo, và câu này ai cũng có thể trả lời đúng không? Cái sự cuồng nhiệt kỳ vọng của cổ động viên Indonesia là nó vượt trội hơn rất nhiều so với số đông người hâm mộ chúng ta. Điều này chúng ta không thể trách được, bởi vì sao? Suốt một thời gian rất dài ở các giải đấu trước, ông Jose đã khiến cho người hâm mộ cực kỳ thất vọng. Và điều này báo chí cũng như chính thầy trò ông Jose không thể trách người hâm mộ là tại sao một số người không đặt niềm tin nhiều vào ông Jose và kể cả các tuyển thủ của chúng ta. Nó có rất nhiều lý do, và một lần nữa báo chí truyền thông chính thống phải chấp nhận điều này. Bây giờ chúng ta có tung hô kiểu gì đi nữa thì cũng khó có thể là vực dậy cái tinh thần của người hâm mộ được. Cách đây ít ngày, Liên đoàn bóng đá Indonesia BSSI cũng đã công bố giá vé xem trận lượt đi giữa hai đội trên sân Bung Karno. Theo đó, thì ban tổ chức đã phát hành 4 mệnh giá gồm 160.000, 300.000, 600.000 và 1 triệu 2. Tính ra thì giá vé VIP thì có thể nó cao gấp đôi so với giá vé của chúng ta. Indo còn một mệnh giá nữa là 750.000. Nếu so ở mệnh giá vé cao nhất, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF chỉ bán bằng một nửa so với Liên đoàn bóng đá Indo. Theo kế hoạch trận lượt đi giữa tuyển Việt Nam và Indo diễn ra vào 21 tháng 3. 5 ngày sau thì ông Jose sẽ trở về sân Mỹ Đình để tiếp đón đội bóng xứ vạn đảo. Dự kiến 12 tháng 3 đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Thì sau hai lượt trận, những chiến binh sao vàng hiện đang đứng nhì bảng F vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khi có 3 điểm. Còn Indo xếp bét bảng với chỉ 1 điểm. Chúng ta nên nhớ rằng ở giải Asian Cup chúng ta thua Indo là thật. Nhưng ở vòng loại 2 World Cup thì chúng ta thắng Indo. Quý vị nhớ không? Chúng ta đã thắng một trận. Như vậy thì bởi vì cái tâm lý này cho nên là Indo mặc dù họ có rất nhiều cầu thủ nhập tịch nhưng mà cái nỗi lo của họ nó vẫn có. Người hâm mộ họ vẫn lo lắng.
chứ không phải là chúng ta thấy rằng là báo chí chúng ta đưa là có quá nhiều cầu thủ chấn thương rồi sự lủng củng về đội hình giữa cựu binh và các cầu thủ trẻ. Đó là bên báo chí chúng ta lo lắng. Không đồng nghĩa với bên Indo họ rất tự tin, mà người hâm mộ của họ cũng có rất nhiều sự lo lắng. Ví dụ, một sự lo lắng lớn nhất của ông Shin Tae-yong và người hâm mộ, họ thừa biết một cầu thủ nếu như xuất hiện họ rất là ngại, đó là Văn Hậu. Nhưng thật là may cho Indo là bởi vì Văn Hậu vẫn chưa hồi phục chấn thương, và mới đây báo chí đưa tin thì có thể Văn Hậu sẽ không xuất hiện trong đội hình chính để Indo sắp tới đây, và đó là một cái điểm mà Indo, người hâm mộ họ thấy yên tâm. Nhưng cái nỗi lo của họ vẫn còn tiếp tục, bởi vì sao? Mới đây nhất Quang Hải lại xuất quỷ nhập thần, tức là chân sút Quang Hải trở lại tỏa sáng. Và đây là một trong những tiền đạo mà hầu hết các quốc gia Đông Nam Á, kể cả các khu vực Tây Á, rất lo lắng, bởi vì họ nhớ tới một cái sự ám ảnh cái chân sút của Quang Hải ở giải U23 Thường Châu. Cái nỗi lo đó nó vẫn còn hiện về. Cho nên người hâm mộ Việt Nam và báo chí, đúng là chúng ta biết về tình hình của đội tuyển, nhưng mà ở bên phía người hâm mộ Indo, có thể họ không nắm rõ về cái tình hình đội tuyển của chúng ta, mặc dù là họ có thể đọc tin tức báo chí. Và một điều có thể nó tạo ra một yếu tố bất ngờ, đó là gì quý vị? Ông Jose có thể ông rất là dở ở những trận khác, nhưng mà trong trận này mình nghĩ nếu như mà ông dở tệ đến mức độ mà ông không biết sử dụng cái chiến thuật gì để đá với Indo thì không còn gì để nói. Nhưng mà mình nghĩ rằng ông Jose dù gì đi nữa, ông cũng có một tí xíu kinh nghiệm để ông bày binh bố trận, làm sao nếu giả sử chúng ta có thua Indo trên sân của Indo thì cũng thua một cách nó rất là thuyết phục, chứ không phải một cách nó dở tệ. Và nếu như giả sử chúng ta thắng một trận ở sân Mỹ Đình thì cái chiến thắng này cũng là một chiến thắng đầy thuyết phục, từ đó mới kéo lại, gỡ gạt lại cái niềm tin cho người hâm mộ ở trong những cái giải đấu tiếp theo. Còn chuyện nếu giả sử ổng có thua 1 hay 2 trận với Indo, ổng có bị sa thải hay không thì thực tế bây giờ chúng ta vẫn không rõ. Bởi vì trước đó VFF họ cũng không nói gì về vấn đề này. Như vậy thì chốt lại, yếu tố để cho các cầu thủ Việt Nam của chúng ta có được một cái tinh thần ý chí khát khao để giành chiến thắng, nó đến từ nội lực và ngoại lực. Ngoại lực đó là đến từ phía người hâm mộ. Nhưng mà để người hâm mộ có một cái ngoại lực thật là mạnh thì nội lực của các cầu thủ và ý chí chiến đấu cũng như là ông Jose phải có một cái bước đi, một cái phát ngôn như thế nào đó để mà kéo lại niềm tin của người hâm mộ. Còn nếu ông cứ lên, ông có những cái nhận định nó rất là tào lao để mà bảo vệ cho cái tôi bản ngã của ông, cái lối chơi của ông, thì càng làm cho người hâm mộ tức điên lên và cuối cùng một số người quay lưng. Và bằng chứng bây giờ, nếu như giả sử cái trận chiến đấu trên sân Mỹ Đình mà nó hot thì chắc chắn giá vé nó phải trên 1 triệu, đó là giá vé VIP. Còn bây giờ rõ ràng chúng ta thấy không, cái cách mà chúng ta bán vé và tổ chức, điều đó chứng tỏ là ban tổ chức cũng đã ước lượng được cái tâm lý ủng hộ đội tuyển của người hâm mộ rồi. Vì vậy họ phải để một cái giá vé ở mức vừa chừng. Như vậy thì so về lợi thế thì chúng ta đã thua Indo về vấn đề tinh thần người hâm mộ. Bên kia họ tung ra là họ đã bán hết hơn 70.000 vé. Còn chúng ta thì bây giờ vẫn chưa có cái thông tin chính thức về số lượng vé được bán ra ở trận trên sân Mỹ Đình. Vì vậy một lần nữa, nếu như quý vị vẫn còn niềm đam mê ủng hộ cho các cầu thủ của chúng ta, thì nếu như những ai có điều kiện chúng ta đi xem thì chúng ta đừng ngại mua vé qua ứng dụng VinID, bởi vì giá vé nó khá là mềm. Hy vọng rằng ít nhiều gì chúng ta cũng thể hiện một cái tình cảm đối với đội tuyển quốc gia của chúng ta, để cho các cầu thủ họ có thêm, họ tiếp sức thêm những cái niềm tin, ý chí phấn đấu. Và biết đâu được sau cái giải đấu này chúng ta chấp nhận một số trận thua, rồi sau đó chúng ta có một cái sự thay đổi. Nói điều này không có nghĩa là mình quá tin tưởng vào ông Jose, nhưng mà mình nghĩ rằng ít nhất là chúng ta không quay lưng với đội tuyển. Chúng ta có thể ghét ông Jose, nhưng xin đừng quay lưng với đội tuyển quốc gia và hãy tiếp tục ủng hộ, bởi vì giá vé rất mềm và ai cũng có thể đến sân để xem. Có thể một số người trong miền Nam họ đi ra một cái chuyến du lịch ra sân Mỹ Đình để mà vừa thưởng thức cái không khí ở Hà Nội, rồi chúng ta đắm chìm vào trong cái trận đấu với đội tuyển Indo. Rồi chúng ta cũng có thêm một số cái trải nghiệm đi du lịch, rồi là ăn uống ẩm thực văn hóa ở Hà Nội, đồng thời lưu giữ lại những kỷ niệm thật đẹp với đội tuyển quốc gia. Còn nếu như quý vị ghét ông Jose thì hãy ra đó bằng mọi giá để gặp cho bằng được ổng, xin chụp với ổng một tấm hình giờ đăng lên, biết đâu là cũng kiếm được nhiều lượt like lắm à.
và chúng ta sẽ thể hiện là chúng ta tinh thần một người hâm mộ. Còn riêng mình thì mình không dám chắc là mình có đi ra Hà Nội xem được hay không, nhưng mình vẫn khuyến khích nếu như khán giả nào đi được chúng ta hãy đi. Chúng ta không đi được ở Indo thì ít nhất chúng ta hãy đi được ở Hà Nội. Điều đó mới thể hiện tinh thần của một người hâm mộ bóng đá Việt Nam đúng nghĩa nha quý vị. Ok, hẹn gặp lại quý vị trong những cái video lần tới và hy vọng rằng giá vé chúng ta bán sẽ hết sạch và những ai chậm mua vé chợ đen có thể nó cao hơn. Mình nghĩ rằng chắc chắn sẽ có giá vé chợ đen, không phải là chúng ta ế đến mức độ mà không có người hâm mộ đâu. Hãy thể hiện tinh thần Việt Nam, tinh thần yêu nước bằng cách ủng hộ đội tuyển, mua vé thật nhiều ngay khâu sau khi vé được bán ra để cho người Indo họ biết rằng chúng ta cũng không phải là quay lưng với đội tuyển nha quý vị. Cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo.